Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 646 đến tập 650, tầng thứ 3, chiến y. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc chợt co rụt lại, nhìn chăm chăm vào con chim lửa kia. Hắn cúi người xuống giống như một con báo săn đang chờ thời cơ hành động, sẵn sàng phản ứng lại ngay khi có biến cố. Chỉ là bụng của con báo săn này hơi béo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, có khi bụng bự sẽ càng linh hoạt hơn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn nó và sẵn sàng, con chim lửa kia đã đánh ngược trở lại theo hướng chiếc cối xay chuyển động âm thanh ầm ầm lập tức tức vang lên làm rung chuyển cả bầu trời khi tiếng nổ lớn truyền đi khắp bốn phương con chim lửa này phóng ra tất cả sức mạnh hóa thành cho bụi rồi tan biến mặc dù chiếc cối xay khổng lồ này không bị hư hại nhưng dưới tác động mạnh mẽ của con chim lửa kia nó liền dừng lại ngay lập tức lúc này chuyển động của chiếc cối xay đã được dừng lại tương đối mà sự tạm dừng lại đã khiến chín cái tay cầm rung động mạnh mẽ chín con hung thú khổng lồ đến từ chín hướng mà bọn họ không nhìn thấy lúc này dường như cũng phát ra tiếng gào rú tất cả những sự biến đổi này đều xảy ra khi chiếc cối say dừng lại còn phùng thu nhiên giống như đã đoán được trước tất cả những điều này chợt nhoáng một cái chạy thẳng đến khe hở giữa hai tấm cối say rồi chui vào trong đó cùng chui vào trong đó còn có cả đám người triệu nhã mộng lúc này tất cả bọn họ đều bộc phát tốc độ cực hạn của bản thân tới gần rồi chui vào bên trong đó trong nháy mắt đồng thời vào lúc này cũng có một người khác bộc phát tốc độ đó chính là Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngay khi mọi người nhân lúc cối say dừng lại chui vào trong khe hở, Vương Bảo Nhạc đã đuổi kịp mọi người, gần như cùng lúc bước vào trong khe hở. Sự xuất hiện của hắn khiến không ít người giật mình, sau khi nhận ra đó là Vương Bảo Nhạc, họ mới thở vào nhẹ nhõm. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì ngạc nhiên mừng rỡ, ngay cả Phùng Thu Nhiên sau một thoáng ngây người cũng gật đầu với Vương Bảo Nhạc. Mọi người đều biết rằng lúc này không phải là lúc để trao đổi. Từng người tiếp tục bộc phát tốc độ nhanh chóng đi về phía trước trong khe hở được tạo ra bởi hai tấm cối say phía trên và phía dưới khi nó dừng lại khí tức máu tanh phả vào mặt thậm chí ở bốn phía còn có rất nhiều thi thể nát bét khiến người ta vừa giật mình vừa buồn ói nhưng mọi người không có thời gian để chú ý đến những thứ này cho dù là người ưa sạch sẽ đến đâu chỉ cần không muốn chết đều sẽ thu hồi mọi sự khó chịu vào lúc này điên cuồng đi về phía trước như thể đã bộc phát ra tiềm năng sống vậy phải biết rằng vị trí hiện tại của bọn họ là giữa hai tấm cối say một khi chiếc cối say này chuyển động trở lại nếu như bọn họ không kịp chạy ra khỏi khu vực này kết cục sẽ giống như những thi thể bị ném vào trong kia bị nghiền cho nát bét cho nên lúc này tất cả mọi người đều chạy như điên cũng may chiếc cối say này tuy lớn nhưng lực tác động của con chim lửa kia rất mạnh hơn nữa mọi người bất kể là phản ứng hay tốc độ đều không lãng phí một chút thời gian nào do đó trước khi chiếc cối say này chuyển động lại bọn họ đã chạy ra khỏi một phạm vi nhất định đi tới khu vực trung tâm của chiếc cối say Nơi này là một lỗ giò. Ở phía trước của mọi người chỉ có một cái lỗ khổng lồ nối liền với khu vực bên dưới, từng trận gió tà liên tục thổi ra từ cái lỗ này. Trong tiếng gió rít, đám Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi khe hở giữa hai tấm cối xay được hơn nửa, nhưng vẫn có vài người người tốc độ hơi chậm nên chưa kịp lao ra thì chiếc cối xay này đã đột nhiên chuyển động. Lực hút lập tức truyền ra, mấy người đó căn bản không thể chống lại. Cơ thể bị kéo lại và bị nuốt chửng vào trong chiếc cối xay chỉ còn những tiếng nổ ầm ầm và những tiếng kêu thảm thiết khiến những người khác chấn động tâm thần tiếp tục lao ra đây là con đường duy nhất để tiến vào tầng thứ hai chỉ có quấy nhiễu chủ tế đàn mới có thể mở truyền tống được phùng thu nhiên sắc mặt khó coi trong lúc nói chuyện cơ thể nhoáng một cái lao thẳng xuống phía dưới cái lỗ kia triệu nhã mộng và khổng đạo và hai thân truyền của bà được bà trực tiếp bảo vệ còn những người khác theo sát nhau lao thẳng xuống phía dưới của cái lỗ này vương bảo nhạc cùng những nguyên anh khác cũng không phân tán quá xa lúc này đang lao như bay xuống phía dưới của cái lỗ trên đường đi trong lòng mọi người đều vô cùng áp lực nếu không phải phần lớn là người có ý chí kiên định thì dưới sự thất bại liên tục và con đường mịt mù ở phía trước tâm thần đã sụp đổ từ lâu rồi nhất là cái lỗ này chẳng khác nào một cái lỗ đen giống như một cái miệng đang há to ra cảm giác áp bức mang đến cho mọi người càng mạnh hơn đồng thời do sự chuyển động của cối say dần có lực hút liên tục truyền từ phía trên xuống khiến cho tốc độ của mọi người không thể tăng lên được nhiều ngoài ra còn có khí tức máu tanh khó ngửi không ngừng tràn khắp trong cái lỗ này, cực kỳ nồng nặc. Cho dù mọi người thân là tu sĩ, tố chất cơ thể dưới sự bồi dưỡng linh khí vượt xa người bình thường cũng thấy không chịu nổi, chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Mà nếu chỉ có vậy, mặc dù khiến người ta vô cùng khó chịu, nhưng cũng không phải không trụ được. Nhưng rất nhanh, theo sự lao xuống của mọi người, áp lực đến từ trong cái lỗ lại theo đó tăng lên và tần số tăng tốc càng lúc càng lớn. Sau mấy chục hơi thở, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ của nhất bạch phùng thu nhiên sắc mặt từ trắng bạch chuyển sang màu đỏ sau đó khi chuyển thành màu tím mắt hắn đột nhiên trợn to rồi ngay lập tức tan vỡ cơ thể nổ tung dưới áp lực này hơi thở của vương bảo nhạc cũng trở nên rồn rập trúc đoạt đế khải lập tức biến hóa vừa chống lại áp lực vừa cùng đám người xích lân giúp những kết đan khác chống cự lại nhưng cho dù là như vậy vẫn không kịp rất nhanh đã lại có tu sĩ kết đan thứ hai nổ tung người cho đến khi người thứ ba người thứ tư lần lượt nổ tung. Có hai tu sĩ kết đan tâm thần không chịu nổi. Trong tiếng gào thét điên cuồng cùng đôi mắt hoảng sợ và tuyệt vọng. Đã đổi hướng không lao xuống nữa mà bay thẳng lên phía trên. Quay lại, Phùng Thu Nhiên lo lắng cất lời, thế nhưng hai tu sĩ kia căn bản không nghe, ngược lại tốc độ bay lên trên lại càng nhanh hơn. Nhất là dưới sự trợ giúp của lực hút, trong nháy mắt đã bay ra rất xa, biến mất trong cái lỗ tối đen như mực, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng ngay khi không thể nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa, đột nhiên có hai tiếng kêu thảm thiết từ phía trên xuống chuyển xuống theo âm thanh ken két hình như hai người này đã bị lực mạnh bóp nát trong khi tiếng kêu thảm thiết vang vọng một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cái lỗ đen như mực cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt ngay cả vương bảo nhạc cũng có cảm giác mất hồn mất vía không kịp nghĩ nhiều hắn đột nhiên phát động chuỗi tay của mình triển khai thần thông thiên sinh gần như ngay khi hắn triển khai thần thông thiên sinh một luồng khí tức thối giữa tanh tưởi lập tức bốc ra từ trong cái lỗ Giống như có một con quái vật khổng lồ đang lao tới, nhưng không đợi sự tồn tại chưa biết này tới gần, Phùng Thu Nhiên đã cắn nát đầu lưỡi phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, máu tươi mà bà phun ra lập tức tỏa ra tia sáng đỏ chói mắt, hóa thành một tấm lưới lớn màu máu, xuyên thấu qua cơ thể của Vương Bảo Nhạc cùng mấy nguyên anh khác, trực tiếp phong ấn phía sau bọn họ, ngăn cản sự sự tồn tại chưa biết kia tới gần. Trong chớp mắt, theo tiếng nổ vang vọng theo ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ tấm lưới máu, đám người Vương Bảo Nhạc đang lao nhanh xuống lập tức nhìn thấy một bàn tay mục nát khổng lồ giống như có thể chiếm giữ toàn bộ khe hở trục về phía tấm lưới máu. Mặc dù bị ngăn cản một chút, nhưng tấm lưới màu máu kia trong tiếng ầm vang nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Mắt thấy tấm lưới sắp bị xé rách, không thể ngăn cản được nữa thì may sao đúng lúc này, theo sự lao nhanh liên tục của mọi người, cuối cùng phía dưới đã xuất hiện lối ra, thậm chí còn có ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ đó nhưng lối ra đó lúc này giống như cũng không muốn mọi người rời đi nhanh chóng khép lại dường như nhiều nhất là mười hơi thở nó sẽ hoàn toàn đóng kín hy vọng đang ở ngay trước mắt trái tim vương bảo nhạc đập rộn lên tốc độ lập tức bộc phát toàn diện nhưng đúng lúc này tấm lưới máu sụp đổ bàn tay thối giữa dường như cũng đã ý thức được việc mọi người muốn chạy ra nó rung mạnh lên tốc độ bạo tăng mang theo mùi thối giữa và cuồng phong lập tức đuổi theo chụp mạnh về phía mọi người dưới cú chộp mạnh này, cho dù mọi người có tránh né trong sự hoảng sợ thì vẫn có 6-7 người, bao gồm một vị nguyên anh trong đó không tránh kịp, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ nắm vào trong tay rồi bóp mạnh một cái, máu thịt lập tức nổ tung. Còn Vương Bảo Nhạc vốn dĩ cũng ở trong phạm vi bị bàn tay khổng lồ chộp tới, nhưng lại bị khe hở ngón tay của bàn tay khổng lồ kia lướt qua một cách kỳ lạ, bị luồng khí do cú chộp kia tạo ra thổi bay, đập vào vách đá ở bên cạnh. Trong giây phút khủng hoảng, khóe miệng vương bảo nhạc tràn ra máu tươi vệ chủng trong cơ thể đột nhiên bạo phát trực tiếp hấp thụ mình lên trên vách đá nhanh chóng leo lên chui vào trong một vết nứt gần như ngay khi hắn chui vào bàn tay khổng lồ ở bên ngoài cái lỗ điên cuồng tàn sát liên tục chộp tới xung quanh trong tiếng nổ vang liên tục trong sự vang vọng của những tiếng kêu thảm thiết những luồng khí rít lên mãi một lúc lâu sau trong lỗ mới yên tĩnh trở lại sau khi đợi một lúc lâu vương bảo nhạc sắc mặt tái nhật phóng ra một con rối để nó rời khỏi vết nứt ra bên ngoài kiểm tra một phen. Sau khi phát hiện lối ra đã bị đóng kín, bốn phía có rất nhiều thịt nát hỗn độn, Vương Bảo Nhạc trở nên trầm mặc. Hắn không biết đám người Phùng Thu Nhiên, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo có chạy được ra ngoài trước khi lối ra bị đóng kín hay không, hắn chỉ biết có không ít người đã phải bỏ mạng trong cái lỗ này. Gần như ngay khi trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, con rối hắn phóng ra bên ngoài đột nhiên lặng lẽ vỡ vụn trong nháy mắt giống như bị một lực mạnh đè ép, trực tiếp tan vỡ thành cho bụi. Chưa hết, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đuổi theo sự liên hệ giữa con rối này và vương bảo nhạc chạy thẳng tới vết nứt nơi hắn ẩn thân vương bảo nhạc nhanh chóng lùi lại trong sự kinh ngạc hơi ấm ban đầu từ cơ thể đột ngột lạnh đi khi cảm giác ấm áp đến từ thần thông thiên sinh hoàn toàn biến mất vương bảo nhạc đã chạy được rất xa tránh được sức mạnh hủy diệt tiến đến từ phía sau mình cho đến khi xác định sức mạnh xóa đi con rối ở phía sau mình không tiếp tục đuổi theo nữa vương bảo nhạc mới dựa vào tường vội vàng thở hồn hển nhịp tim cũng không thể bình tĩnh được Mức độ nguy hiểm ở nơi này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Có thể nói là từ ảo cảnh hương hoa lúc ban đầu cho đến những chuyện gặp phải trên đường đi bao gồm cả trải nghiệm hiện tại. Gần như là mỗi giây mỗi phút, sự khủng hoảng khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại vẫn liên tiếp xuất hiện. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi. Chiến hạm tộc vị ương lợi hại như vậy, có thể nói muốn tiêu diệt đạo cung hiện nay là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng việc này cũng không nói chắc được. Bởi vì nếu như chiến hạm này thật sự lợi hại như thế, tại sao lúc trước lại có tiếng cầu cứu truyền ra? vương bảo nhạc nhíu mày đám người phùng thu nhiên quan tâm tắc loạn còn vương bảo nhạc thì không biết người kêu cứu kia lúc này sau khi suy diễn và phân tích một hồi mắt của hắn không khỏi nheo lại truyền ra tiếng cầu cứu là để dụ mọi người tới như vậy liệu có thể phán định bên trong chiến hạm này nhìn có vẻ cường đại đến khó tin có thể chế ngự cự thú nhưng thật ra lại có hạn chế rất lớn hoặc là vật của thế giới thi hài không thể đi ra ngoài hoặc là bản thân chiến hạm này còn cần một số vật đặc biệt mới có thể điều khiển được Thông tin mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ không nhiều, lúc này cũng chỉ có thể suy đoán được đến trình độ này, mặc dù không chính xác, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy hướng suy nghĩ của mình hẳn có lẽ là đúng. Nếu như là cái trước, mục đích mà bàn tay tội ác phía sau chiến hạm này dụ mọi người tới là để tiêu diệt cường giả của đạo cung ở nơi này. Nếu như là cái sau, mục đích thu hút của người tới không gì ngoài hiến tế và giết chóc, hoặc là khống chế. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, sau khi trầm mặc một hồi lâu, hắn nhìn xung quanh vị trí của hắn lúc này là bên trong cối say. Có lẽ do cái cối say đã rất nhiều tuổi, dưới sự chuyển động không ngừng, bên trong có rất nhiều khu vực đã xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Những vết nứt này đối với bản thân cối say thì rất nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, nó lại giống như những lối đi không biết đích đến. Nhìn lối đi ở trước mắt, Vương Bảo Nhạc không thể không kiềm chế sự lo lắng về Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Sau khi hít sâu một hơi, trong tiếng chuyển động ầm ầm của cối say, hắn rè dặt đi về phía trước định tìm lối đi khác xem có thể rời khỏi nơi này hay không. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi đi. Vương Bảo Nhạc đã đi dọc theo vết nứt trong suốt một thời gian dài. Không ít lần đã đi đến tận cùng không còn đường để đi nữa. Chỉ có thể quay lại tiếp tục đi về phía trước từ những vết nứt khác. Trên đường đi hắn cẩn thận dè dặt, cứ hễ cảm thấy có nguy hiểm, hắn liền phóng ra con rối dò đường. Thậm chí, sau cùng hắn còn phóng xuất ra rất nhiều con rối một cách dứt khoát để chúng đi theo các vết nứt khác nhau, thuận tiện cho mình tìm kiếm lối đi thích hợp nhất cho đến khi hắn ước tính đã được gần năm, 6 ngày. Cuối cùng, tới hôm nay, khi bên ngoài có lẽ đang là buổi trưa, Vương Bảo Nhạc trong khi đi về phía trước đột nhiên dừng bước. Hai đồng tử co lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Thông qua sự liên hệ với một con rối trong đó, hắn đã nhìn thấy một hình ảnh. Đó là điểm cuối của một vết nứt cách đó không xa. Trong mắt con rối, nơi ấy có một hồ nước khổng lồ và một bông hoa lớn mọc ở phía trên đó. Bông hoa này có màu tím, mọc trên vách tường Ngả mình nở rộ, có kích thước khoảng 10 trượng. Nó tỏa ra ánh sáng yêu dị, còn có từng giọt chất lỏng nhỏ ra từ trong cánh hoa, rơi vào trong hồ nước ở phía dưới. Mà lúc này trong hồ nước lại có mấy chục thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Mỗi người đều có ba đầu sáu tay. Khí tức trên người cường hãn, không có sức sống, nhưng cũng không có tử khí, giống như đã rơi vào trạng thái phong ấn và ngủ say nào đó. Có thể nhìn thấy, trên người bọn họ có những vết thương rất đáng sợ. Đồng thời, Chất lỏng trong hồ nước này giống như có năng lực trị thương khiến vết thương của bọn họ được phục hồi một cách yếu ớt khi ngâm mình vào đó. Sự phục hồi này tuy chậm, nhưng là thật. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này thông qua con rối. Ngay lập tức, hắn trở nên căng thẳng. Sau khi cảm nhận được dao động khí tức của những tu sĩ tộc vị ương này, Vương Bảo Nhạc càng thận trọng hơn. Sự thật là người yếu nhất ở nơi này cũng khiến hắn có cảm giác đang đối mặt với ba người diện liệt tử. Không manh động, Vương Bảo Nhạc điều khiển con rối cẩn thận lùi về phía sau tiếp tục thăm dò những vết nứt khác trong sự căng thẳng. Sau một khoảng thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc trong sắc mặt khó coi dần phát hiện ra, trong cối say này, chỉ tính riêng cái bị hắn phát hiện ra đã có hơn 20 hồ nước giống như vậy, mà chưa bị hắn phát hiện ra sẽ có bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc không thể phán đoán được. Đồng thời, hắn nhận ra, phía trên mỗi hồ nước đều có một bông hoa lớn màu tím đang nhỏ chất lòng để những tu sĩ tộc vị ương này trị thương. Điều này lại càng khiến hắn hoảng hốt hơn. Cũng may con rối của hắn đủ nhiều. Nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc lưu ý đến bông hoa màu tím kia nhiều hơn, dưới vết nứt được hắn lựa chọn một cách có ý thức. Hắn đã tìm được nhánh của những bông hoa màu tím này. Mỗi bông hoa màu tím đều có một nhánh chôn sâu trong vách đá, mà dọc theo nhánh của chúng, Vương Bảo Nhạc phát hiện ra chúng được kết nối với một ống dẫn khổng lồ. Thế là Vương Bảo Nhạc sử dụng con rối phân tán đi tìm kiếm, cuối cùng sau mấy ngày, hắn đã tìm được ống dẫn khổng lồ kia ở điểm cuối một vết nứt. Ống dẫn có đường kính chừng trăm trượng, chạm vào rất mềm. Hơn nữa Lớp ngoài trong mờ, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong ống dẫn này có rất nhiều máu thịt như bùn đang chảy. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, trong đầu hiện lên một hình ảnh, ở đó, chiếc cối xay khổng lồ sau khi nghiền nát xác chết thành thịt băm sẽ phun vào trong ống dẫn giống như thế này. Mà trên ống dẫn này còn có rất nhiều nhánh lại phân nhánh, mỗi một nhánh kết nối với một mật thất, nở thành bông hoa màu tím rồi nhỏ xuống chất lỏng dùng để trị thương ở đó. Dựa vào kích thước của cối xay, có thể xác định được Ống dẫn máu thịt giống như thế này tuyệt đối không chỉ có một cái. Nếu tìm được đầu nguồn ném ít thuốc độc vào thì nói không chừng có thể hạ độc chết một ổ. Vương Bảo Nhạc nhìn ống dẫn máu thịt ở trước mặt có chút tiếc nuối. Trước hết, hắn không có thuốc độc có thể khiến tộc vị ương chết hay không. Thứ hai, rất khó tìm được đầu nguồn. Cho dù có tìm được, lợn lành chữa lợn què, ngộ nhỡ lại kích thích những tu sĩ tập vị ương này thức tỉnh trước thời hạn. Vậy thì đúng là xong đời. Do đó, sau khi đè nén suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc thở dài chịu đựng sự khó chịu ở trong lòng, lại nhìn ống dẫn máu thịt ở trước mặt. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cắn chặt răng, hắn hiểu rất rõ, muốn rời khỏi nơi này, sợ là đường ra chỉ có ống dẫn máu thịt này thôi. Theo ống dẫn, có thể đi đến chỗ sâu nhất trong cái cối say này. Cũng chỉ có ở đó, may ra mới có thể tìm được đường ra ngoài. Và lại, đây cũng là cách duy nhất hắn có thể tìm ra được trong nửa tháng ở đây. Thế nên, chẳng mấy chốc, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên sự kiên định sau khi tới gần ống dẫn máu thịt hắn từ từ áp sát cơ thể mình lên đó may mà ống dẫn này mềm mại thế là vương bảo nhạc dùng sức toàn bộ người hắn giống như chìm vào bên trong đó mặc dù chưa bước vào bên trong ống dẫn nhưng cơ thể đã dán chặt đến nỗi hắn đã có thể cảm nhận được dòng chảy của máu và thịt nhão bên trong vách ống dẫn và mùi máu tanh nồng nặc nhưng vương bảo nhạc cũng là một người có tinh thần thép lúc này hắn nheo mắt lại không chút do dự chậm rãi bò xuống dưới dọc theo ống dẫn máu thịt này cho dù có gặp nham thạch sau khi vùi cơ thể hắn vào trong ống dẫn cũng có thể thuận lợi thông qua. Vương Bảo Nhạc trên đường đi cẩn thận dè dặt, tốc độ cũng không chậm, dần dần đi xuống phía dưới dọc theo ống dẫn. Không biết đã đi được bao xa, khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đã đi được chừng 3 ngày, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một ánh sáng như thể đang lan sang thế giới khác xuất hiện ở cuối ống dẫn phía dưới. Ánh sáng này khiến Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn, hắn gia tăng tốc độ trong hơi thở dồn dập, cho đến khi sắp đến điểm cuối thì chậm lại, phóng xuất ra con rối để đi kiểm tra trước. Vương Bảo Nhạc nhờ vào tầm nhìn của con rối, lập tức nhìn thấy vị trí của nguồn sáng ở phía dưới. Vừa nhìn thấy nó, Vương Bảo Nhạc liền trợn tròn mắt. Đây là đâu? Nguồn sáng phía dưới là một thế giới. Nhưng thật kỳ lạ, nó khác với tất cả các thế giới mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy trước đây. Ngay cả đạo cung chủ tinh bị tộc vị ương chiếm giữ cũng không khiến Vương Bảo Nhạc chấn động như thế giới này. Bầu trời của thế giới này có màu đen, hay nói chính xác hơn là một bầu trời phủ đầy sương mù. Ngoài bầu trời phủ sương mù đen như mực, còn có một ống dẫn máu thịt khổng lồ chạy thẳng xuống mặt đất từ trong khe hở của mây mù trong thế giới này có hơn mấy nghìn ống dẫn máu thịt giống như vậy chúng chiếm giữ toàn bộ bầu trời đồng thời rơi xuống cùng một chỗ đó là một cái cột chống trời khổng lồ hơn kinh người hơn có kích thước trừng vạn trượng dựng thẳng đứng trên một vùng đất cũng màu đen cây cột này cũng được làm bằng thịt và máu thậm chí nó còn đang chậm rãi nhúc nhích hàng nghìn ống dẫn máu thịt được kết nối với nó mỗi lần nó nhúc nhích đều giống như tỏa ra lực hút hút lấy máu và thịt trong hàng nghìn ống dẫn máu thịt kia. Có thể nhìn thấy phía trên cùng của hình trụ này, nhưng lại không thể nhìn được nó có độ sâu bao nhiêu trong lòng đất. Mà mặt đất của thế giới này ngoại trừ bùn đất đen như mực, còn có vô bướu thịt nhô lên. Trong mỗi cái bướu đều có một cái phôi thai, nhìn có vẻ không phải là tộc vị ương, mà là một loại mãnh thú nào đó. Khi phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thế giới tràn đầy dấu vết bị cải tạo, những cái ống dẫn máu thịt kia lại càng khiến người ta giật mình hơn. Đồng thời, trong phạm vi vạn trượng ở bên ngoài hình trụ khổng lồ kia còn có một bức màn ánh sáng. Bức màn ánh sáng này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, giống như một lớp bảo vệ, ngăn cản tất cả những kẻ bước vào. Thậm chí, ở bên ngoài mỗi ống dẫn máu thịt cũng có một bức màn ánh sáng tương tự khiến chúng và hình trụ kia là một thế giới. Còn bên ngoài bức màn ánh sáng màu lam là một thế giới khác. Còn có âm thanh ừ ngực liên tục vang vọng trong thế giới này. Tất cả những điều đó khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tâm thần bị chấn động mãnh liệt. Phải mất một hồi lâu mới hít vào một hơi chầm ngâm một lúc sau đó hắn nghiến chặt răng chậm rãi trèo xuống dọc theo ống dẫn máu thịt cho đến khi xuyên qua những đám mây mù hắn đã tận mắt nhìn thấy thế giới này có thể nói thế giới này hoàn toàn lấy hình trụ này làm trung tâm lớp màu xanh lam bảo vệ nó ở trong thế giới sự tồn tại bên ngoài không thể xâm nhập vào còn vương bảo nhạc cũng là tình cờ tìm thấy ống dẫn máu thịt ở trong chiếc cối say sau khi trèo đến đây đã khiến vị trí của hắn biến thành ở bên trong màn ánh sáng màu xanh lam này trái tim của vương bảo nhạc đập rộn lên hơi thở không ổn định, nằm bò lên trên ống dẫn. Khi hắn phóng mắt nhìn ra xung quanh, hình trụ khổng lồ này trong mắt hắn giống như một con nhộng đang hấp thu máu và chất dinh dưỡng đến từ chiếc cối xay xác chết. Mà kết hợp với các cảnh tượng trong cối xay, Vương Bảo Nhạc không khó đoán ra, rất có khả năng ở đầu cuối phía dưới lớp bùn đất của con nhộng này còn có thế giới khác tồn tại. Nếu như xác chết là tầng thứ nhất, vậy thì nơi này chính là tầng thứ hai. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong tâm trí hắn hiện lên hình dáng của chiến hạm tộc Vị Ương hắn nhớ rằng đó là một chiến hạm do ba hình tròn khổng lồ tạo thành mà ở giữa ba hình tròn này còn có hình tròn thứ tư xem như là chủ thể của chiến hạm nó trồng lên ba hình tròn xếp thành hình tam giác kia cả ở phía dưới hay ở vị trí trung tâm giữa chúng nhận định như vậy nếu vòng tròn thứ tư là tầng thứ hai vậy thì cho dù là diệt liệt tử hay du nhiên đạo nhân có lẽ đều sẽ xuất hiện ở đây vương bảo nhạc xoa ấn đường và nhìn ra chỗ xa hơn thế nhưng thế giới này quá lớn vương bảo nhạc không thể nhìn thấy điểm cuối sau một lúc trầm ngâm Vương Bảo Nhạc đã từ bỏ ý nghĩ rời khỏi bức màn ánh sáng màu xanh lam này. Theo như hắn thấy, nếu như hắn đã bước vào bức màn ánh sáng, rõ ràng đã đi trước không ít người. Nếu đã vậy, mặc dù nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng ở một mức độ nào đó, có lẽ sẽ an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bay nhanh xuống phía dưới dọc theo ống dẫn máu thịt. Sau khi nhảy một phát hạ xuống đất, đầu tiên hắn đi đến rìa của bức màn ánh sáng bảo vệ màu xanh lam, sử dụng con rối để thử hắn phát hiện đi ra ngoài mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể song muốn đi vào từ bên ngoài thì gần như là không thể lúc này hắn mới như có điều suy nghĩ quay người đi tới phía trước con nhộng hình trụ khổng lồ sau khi quan sát một lúc cơ thể của vương bảo nhoáng lên hắn lượn một vòng xung quanh con nhộng hình trụ khổng lồ trở về vị trí ban đầu trong mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ lại lấy con dối ra để nó đến gần thử bám lên ống dẫn máu thịt như lúc trước xem thử có thể vùi vào đó rồi rơi xuống tầng thứ ba mà hắn đoán hay không. Mặc dù con nhộng hình trụ này đang nhúc nhích, nhưng độ cứng của nó vượt xa ống dẫn máu thịt, căn bản không để người vùi vào bên trong. Trừ khi là phá vỡ vỏ của nó rồi chui vào trong đó. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Theo bản năng, hắn cảm thấy bên dưới chắc chắn sẽ có manh mối. Có lẽ sẽ có một số bí mật liên quan đến chiến hạm này và cơ hội rời khỏi đây. Nhưng rõ ràng muốn đi vào bên trong con nhộng hình trụ này, chắc chắn sẽ có không ít nguy hiểm nhưng nếu như bỏ cuộc thì vương bảo nhạc lại thấy không cam lòng thế là hắn nheo mắt lại trong sự trầm ngâm quyết định vẫn là thử dùng con dối xem sao sau khi đã có quyết định vương bảo nhạc hít sâu một hơi và cảm nhận sự vững chắc của con nhộng hình trụ này vương bảo nhạc nheo mắt lại Trúc đoạt đế khải đột nhiên biến hóa trong tiếng ầm ầm đường viên được hình thành từ kinh mạch màu máu xuất hiện một cách dữ tợn thân binh cốt thủ của đế khải cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ không chút do dự cơ thể của vương bảo nhoáng một cái lùi lại mấy chục trượng đạp mạnh chân phải lên mặt đất sau khi tích lũy sức mạnh trong mấy hơi thở đột nhiên bộc phát cả người giống như một mũi tên rời khỏi cung với thần binh cốt thủ của đế khải làm mũi nhọn phóng thẳng tới phía con nhộng hình chủ tốc độ rất nhanh thậm chí còn phát ra tiếng rít trong nháy mắt đã tới gần hắn giơ tay phải lên đánh ra một quyền nhờ sức mạnh của đế khải nhờ tu vi của bản thân nhờ sự tăng thêm do tốc độ mang lại một kích này có thể nói là đã đánh ra lực mạnh nhất của Vương Bảo Nhạc, nhất là trong sự ngưng kết đã kích ra sức mạnh của thần binh. Thế là trong tiếng nổ vang, hình trụ trực tiếp bị một quyền của Vương Bảo Nhạc xuyên qua. Lỗ hổng do bị xuyên qua không lớn, chỉ bằng phạm vi của nắm tay, hơn nữa cũng không khiến cho hình trụ bị chấn động mạnh. Dù sao đối với nó, một lỗ hổng như vậy chỉ giống như một vết thương rất nhỏ trên cơ thể con người, không đáng để mắt tới. Mặc dù tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi một cách dầu dĩ, còn có chất lỏng màu tím chảy ra từ trong lỗ thủng của hình trụ bị vỡ vụn, nhưng khi trúc đoạt cốt thủ của Vương Bảo Nhạc rút ra, vết thương đã nhanh chóng được lành lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tốc độ lành vết thương nhanh đến mức Vương Bảo Nhạc không có thời gian mở rộng nó để đưa con rối vào. Thấy lỗ hổng sắp hoàn toàn biến mất, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên sự quả quyết, cơ thể hắn lập tức xuất hiện hư ảnh đè lên nhau. Lôi phân thân của hắn trong nháy mắt đã đi ra khỏi bản thể, hóa thành một tia chớp, chui thẳng vào trong lỗ hổng ngay khi nó khép lại theo phân thân chui vào, Vương Bảo Nhạc bản thể chấn động. Sau khi lấy con rối ra để bảo vệ, hắn tìm được một nơi ẩn náu ở gần đó, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chia ra làm hai. Một mặt cảnh giác với xung quanh, một mặt thì điều khiển phân thân chìm vào trong con nhộng hình trụ tràn ngập chất lỏng màu tím. Cùng lúc đó, khi phân thân Vương Bảo Nhạc bước vào bên trong con nhộng chạm vào chất lỏng màu tím, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh ăn mòn cực kỳ đáng sợ chứa trong chất lỏng màu tím này. Thậm chí, nếu như đổi thành cơ thể máu thịt của mình, sợ là sẽ lập tức bị ăn mòn thành máu loãng. Ngay cả con rối sợ là cũng không chịu nổi. Duy chỉ có lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc không phải máu thịt mà là một cơ thể do sấm sét ngưng kết ra. Cho nên có thể kiên trì một khoảng thời gian trước sự ăn mòn này. Nhưng rõ ràng không thể quá lâu, cần phải chìm xuống dưới đáy với tốc độ nhanh nhất, tìm ra vị trí của tầng thứ ba. Chỉ là, mối nguy không chỉ là chất lỏng màu tím mà còn là một số vật chưa biết tồn tại trong con nhộng hình trụ này. Phân thân của Vương Bảo Nhạc vừa chìm xuống chưa đầy 10 trượng, đột nhiên thậm chí hắn còn không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có tia sáng màu vàng kim lóe lên. Ngay sau đó, phân thân của hắn tan vỡ, hóa thành từng trận sấm sét và chìm vào trong chất lỏng màu tím. Vương Bảo Nhạc ngồi khoanh chân ở tầng thứ hai chợt mở mắt, nhìn chăm chăm vào con nhộng hình trụ trong một lúc rồi lại tiếp tục ngưng kết ra một lôi phân thân khác, một lần nữa mở ra lỗ hổng, đưa phân thân vào trong đó. Lần này hắn thận trọng hơn, thậm chí còn đưa cho phân thân một báu vật bảo vệ cấp 8. Đúng là có tác dụng. Theo sự lóe lên của tia sáng màu vàng kim, so với vừa rồi có thêm một tiếng nổ vang. Đó là âm thanh tạo ra khi vật thể màu vàng này kim này chạm vào lớp bảo vệ khiến nó sụp đổ. Ngay sau đó, trước khi phân thân tan vỡ lần nữa, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình dáng của vật màu vàng kim kia. Đó là một ngón tay gãy màu vàng kim. Không có khí tức của thần binh, chỉ là một ngón tay gãy, nhưng lại có một sức mạnh khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghẹt thở tỏa ra từ trong ngón tay này. Dường như ngón tay gãy này chỉ cần chạm nhẹ một cái bản thể của hắn sẽ tan thành mây khói điều này khiến hắn vừa lo lắng vừa đau khổ sau một lúc ngồi khoanh chân suy nghĩ trong mắt hắn ánh lên sự u ám lại tiếp tục mở lỗ hổng ra một lần nữa phóng xuất lôi phân thân vào trong đó lần này phân thân của hắn vừa mới bước vào trong con nhộng hình trụ đã lao như tên bắn không phải lao xuống phía dưới giống như lúc trước mà đổi hướng lao về phía trước cố gắng hết sức xuyên thẳng tới khu vực trung tâm trong chất lỏng màu tím này hơn nữa Động tĩnh rất lớn khiến cho chất lỏng màu tím trong hình trụ cũng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, tràn ra bốn phía. Động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tồn tại khủng khiếp bên trong con nhộng hình trụ, chẳng mấy chốc đã có hơn 10 tia sáng màu vàng kim lao tới từ trong hình trụ này. Phản ứng không gay gắt như mình tưởng tượng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Trong khi hắn suy nghĩ, những tia sáng màu vàng kim đang tiến tới kia sau khi cố định được phân thân của Vương Bảo Nhạc, ngay lập tới gần và xuyên thấu qua. Trước khi phân thân chết, Vương Bảo Nhạc nhờ lôi phân thân đã nhìn rõ được 10 tia sáng màu vàng kim kia đều là chân cụt tay đứt. Không có ngoại lệ, tất cả đều có màu vàng kim. Rõ ràng chúng không đến từ cùng một cơ thể. Sau khi phá hủy phân thân của Vương Bảo Nhạc, những tia sáng màu vàng kim này đang định phân tán. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã sớm có sự chuẩn bị. Không chút do dự tiếp tục phóng xuất phân thân của mình chui vào trong hình trụ. Thử lại để xem thử tốc độ phản ứng của những vật thể màu vàng kim này thế nào. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm tiếp tục ngưng thần lôi phân thân của hắn vừa chui vào trong con nhộng hình trụ liền bộc phát tốc độ vẫn không đổi hướng cố gắng hết sức gây ra chấn động và động tĩnh lớn hơn lao thẳng tới vị trí trung tâm rất nhanh phân thân này đã tan vỡ những tay chân bị gãy màu vàng kim này không có linh trí chỉ có những đòn tấn công theo bản năng mặc dù bản thân cường đại nhưng vẫn có thể bị lợi dụng vương bảo nhạc suy nghĩ một lúc không dừng lại vẫn tiếp tục tiến hành cứ như vậy một lần hai lần ba lần bảy lần tám lần và chín lần thậm chí với tu vi của vương bảo nhạc cũng phải nuốt không ít đan dược mới có thể chống đỡ việc hao tổn tu vi và liên tục phóng xuất ra hàng chục phân thân để những phân thân này liên tục xông vào vị trí trung tâm như thể đang đi hiến tế giống như hắn biến phân thân của mình thành mồi câu cá liên tục tung vào cùng một nơi và dần tạo ra hiệu ứng hội tụ ở đó như thể được dẫn dắt có nhiều vật thể màu vàng kim từ xung quanh hình trụ tràn vào trung tâm hơn mãi một hồi lâu sau khi lại có một phân thân khác bị phá vỡ ở khu vực trung tâm Vương Bảo Nhạc trong tình trạng sắc mặt tái nhợt, cơ thể như kiệt sức, lại tiếp tục ngưng kết ra lôi phân thân, sau đó nhanh chóng rút ra một thanh phi kiếm và đánh vào trong cơ thể của lôi phân thân. Lần này, khi lôi phân thân bước vào trong con nhộng hình trụ, nó không lao như tên bắn về phía trung tâm như lúc trước nữa mà đổi hướng lao nhanh xuống phía dưới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua điểm sâu nhất mà phân thân của hắn đã từng lao xuống. Đồng thời, vì phần lớn các vật thể màu vàng kim đều đã được tập trung ở khu vực trung tâm cũng khiến cho phân thân lần này của vương bảo nhạc lao thẳng tới điểm sâu nhất một cách thuận lợi hơn khi những tay chân màu vàng kim bị gãy này nhận ra phân thân của vương bảo nhạc ở trong hình trụ này đã xuyên qua mặt đất của tầng thứ hai và tiến đến một khu vực chưa biết xuyên qua màng ngăn của hình trụ vương bảo nhạc mơ hồ nhìn thấy phía ngoài có những tia sáng lấp lánh không kịp suy nghĩ nhiều những tay chân màu vàng kim bị gãy trong chất lỏng màu tím lao tới phía sau hắn khi sắp sửa bị hủy diệt lôi phân thân của vương bảo nhạc đột nhiên há to miệng ngay lập tức có một thanh phi kiếm màu đỏ bay ra khỏi cơ thể của nó. Chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong phi kiếm ba màu có thể sánh với pháp binh cấp 9 của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, nhờ sự tăng cường của lôi phân thân, lập tức có một tia xét hình cung hiện lên trên thân kiếm. Dưới sự bộc phát đồng thời của tốc độ và sức mạnh, nó lao thẳng tới màng ngăn của con nhộng hình trụ, đâm vào trong đó. Cho dù màng ngăn này rất vững chắc, khả năng phục hồi rất mạnh nhưng vẫn bị đâm ra một lỗ hổng nhỏ lỗ hổng này không tới một tắc đối với con nhộng hình trụ khổng lồ này dùng bé nhỏ không đáng kể để miêu tả cũng hơi quá đổi lại là những thứ khác hoặc là con dối căn bản không thể chui qua một cái lỗ hổng nhỏ như vậy nhưng lôi phân thân được tạo thành từ sấm sét lúc này theo phi kiếm xuyên thấu ra một lỗ hổng nhỏ phân thân của vương bảo nhạc không chút do dự biến thành một tia sét ngay lập tức chui vào bên trong thông qua lỗ hổng kia chỉ là thanh phi kiếm màu đỏ rất khó để chui ra sau khi lôi phân thân của vương bảo nhạc lao ra khỏi con nhộng hình trụ theo lỗ hổng đang khép lại trong nháy mắt thanh phi kiếm đã bị mắc kẹt bên trong con nhộng hình trụ mặc dù đau lòng vì bị mất kiếm nhưng vương bảo nhạc cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều lúc này lôi phân thân của hắn sau khi chui ra khỏi con nhộng hình trụ lập tức nhìn xung quanh khi đưa mắt nhìn cho dù là phân thân hay bản thể của hắn cơ thể đều rung động và kinh ngạc không gian dưới tầng thế giới thứ hai này có lẽ không thể dùng thế giới để miêu tả nữa vì nơi này không lớn đến thế mà giống như một cái hang động khổng lồ hơn. Trên đỉnh của hang động, con nhộng hình trụ khổng lồ cuối cùng cũng đã lộ ra điểm tận cùng của nó, không chạm mặt đất mà lơ lửng trong không trung. Khi đưa mắt nhìn, trông giống như con nhộng khổng lồ này được gắn trên mặt đất của thế giới tầng thứ hai. Trên con nhộng này có vô số xúc tu, có dài có ngắn, giống như sợi lông, chậm rãi lắc lư. Điều khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy kỳ lạ là ở phần đầu của mỗi xúc tu lại mọc ra một cái đầu, có nữ có nam, có già có trẻ. Như thể đầu của họ sau khi bị chặt được ghép vào những xúc tu này vậy. Điều này vừa khiến Vương Bảo Nhạc thấy giật mình, vừa khiến khí tức của hắn bị ngưng tụ. Sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn phát hiện những cái đầu này đều đang nhắm mắt, mặc cho các xúc tu lắc lư cũng không thức tỉnh. Thậm chí, còn một số xúc tu rủ xuống và rơi xuống phía dưới con nhộng, cũng chính là một hồ nước tồn tại trên mặt đất của hang động này. Hồ nước có màu vàng kim. Nước hồ màu vàng kim yên ả à, không một gợn sóng, giống như một chiếc gương, duy chỉ có ở giữa hồ, ngay phía dưới con nhộng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Nói chính xác, đây là một cơ thể của tu sĩ tập vị ương. Cũng có ba đầu sáu tay. Nó cũng mang lại cảm giác cường tráng. Đồng thời còn có một luồng uy áp mạnh mẽ hơn đang tỏa ra trong cơ thể này. Bao phủ lấy bốn phía. Hơn nữa, còn có linh lực dồi dào ẩn chứa bên trong cơ thể này. Tựa như biển vậy. Suy chỉ có trên ấn đường của cơ thể này có một vết nứt. Có thể thấy rằng, vết nứt dường như dưới sự bồi dưỡng của hồ nước này đang không ngừng lành lại nhưng cũng liên tục bị rách và rất khó để chữa lành được thật sự. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, đồng tử của lôi phân thân vương bảo nhạc co lại, không dám động đậy, cho đến khi đã đứng dậy được một lâu nhưng không thấy có biến hóa gì, vương bảo nhạc mới rè rặt nhìn chằm chằm vào cơ thể ở trong hồ. Theo sự quan sát, chân mày của vương bảo nhạc dần nhíu lại. Sau khi thử bước ra vài bước, hắn nhìn về phía xa. Không có sức sống, không có tử khí, nhìn như cơ thể máu thịt, nhưng chẳng biết tại sao nó lại mang cho mình cảm giác giống như một món pháp bảo vương bảo nhạc không thể nói rõ được cảm nhận của mình vào lúc này càng nhìn hắn càng cảm thấy cơ thể này giống như một bộ quần áo hoặc nói là chiến giáp đồng thời cũng giống linh thạch vật chứa linh khí vương bảo nhạc nheo mắt lại trong sự trầm ngâm muốn đi vào bên trong hồ nước màu vàng kim này để kiểm tra nó từ khoảng cách gần đồng thời hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng ngay khi thấy không ổn sẽ lập tức phá hủy thân thể cắt đứt kết nối với bản thể mà ngay khi Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái định lao đi, đột nhiên, ở phía trên hắn, đầu của một lão giả nối liền với đỉnh của một trong rất nhiều xúc tu kia chợt mở mắt ra. Vì lão giả này tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, lúc này, khi ông ta mở mắt lộ ra sự mù mờ. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng ông ta. "Cứu ta, cứu ta." Ngay khi giọng nói này phát ra, da đầu của Vương Bảo Nhạc như sắp nổ tung, chợt cấp tốc lùi lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần của hắn lại chấn động lão giả cất tiếng rõ ràng đã chết rồi trong mắt chỉ có sự mịt mờ nhưng lời ông ta nói ra lại vang vọng một cách rõ ràng thậm chí Hình như còn có một sức mạnh kỳ lạ có thể xuyên qua hang động này xuyên thủng chiến hạng và vang vọng trong khắp thế giới ở phía ngoài bởi vì Vương Bảo nhạc quen thuộc với giọng nói này đó chính là tiếng cầu cứu đã từng theo gió vang vọng trong đạo cung cũng chính là phụ thân mà Phùng Thu nhiên muốn tìm sư bá của diệt liệt tử Cường giả trước đây của thương mang đạo cung với sức mạnh của mình thì khó mà phá cục Nhất định phải mau chóng nói chuyện ở nơi này cho mấy người Phùng Thu Nhiên trưởng lão biết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không từ bỏ việc khám phá cơ thể của tộc Vĩ Ương, dự định sẽ để bản thể đồng bộ rời đi tìm đám người Phùng Thu Nhiên. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc định hành động thì giọng nói của chị đẹp im mặt suốt dọc đường đi đột nhiên vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Đây là thứ điều khiển chiến hạng này. Chiến y. Giọng nói này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc theo bản năng lấy mặt nạ ra khỏi ngực nhìn xem có trong suốt hay không. Đúng là sau khi đi vào chiến hạng này, hắn đã bị sự kỳ dị ở nơi này làm cho đa nghi. Không cần nhìn nữa, đều tại ngươi đã vào cái nơi quỷ quái này. Ngay khi bước vào ta đã bị cái thứ quỷ quái này áp chế, không thể không yên phận, thậm chí còn ngủ một giấc sâu để tránh bị nơi này chiếm đoạt, cho dù bây giờ tỉnh lại, nhưng cũng không tỉnh được lâu. Chú ý tới hành động của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp giận dữ nói, chiếm đoạt. Vương Bảo Nhạc sau khi xác nhận chị đẹp vẫn bình thường, giống như đã tìm được người tâm phúc, tinh thần trở nên hương phấn, nhưng ngay sau đó đã nghe ra được sự bất thường trong lời nói của chị đẹp. Người trẻ tuổi bây giờ, lá gan đúng là rất lớn. Phùng Thu Nhiên kia cũng vậy, Diệt Liệt Tử kia cũng vậy, Du Nhiên cũng vậy, người nào cũng điên rồi. Cả tên mập ngươi nữa, cũng điên rồi, có biết đây là đâu không hả? Đây là chiến hạm tử đạo của tộc Vị Ương đấy. Lời của chị đẹp mang theo sự mệt mỏi, như thể có thể lộ rõ thân ảnh. Lúc này nhất định là cô đang có động tác một tay xoa ấn đường một tay chỉ vào tên mập trách mắng. Tử đạo không phải cúng tế sao? Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Tộc Vị Ương năm đó đánh một trận với Minh Tông đã tiêu diệt thiên đạo trước đây. Sau khi thay đổi pháp tắc tinh không, lấy cơ thể thiên đạo đã chết đó, lấy bầu trời sao làm lò, lấy các ngôi sao làm vật liệu, chế tạo ra chín vạn chiến hạng tử đạo. Sức mạnh của 900 chiếc đầu tiên có thể so với tinh vực, sức mạnh của 9.000 cái sau giống như hàng tinh, những cái còn lại có thể so sánh với hành tinh. Chiến hạng mà ngươi đang đứng mặc dù bị hư hỏng nặng, nhưng nó cũng có thể đạt tới linh tiên đại thành. Đồng thời, chiến hạm tử đạo không cho phép người sống bước vào. Một khi người sống bước vào đều sẽ bị nhiễm bẩn bởi các quy tắc ở đây và bị hút đi, bởi vì nơi này chôn vùi mảnh vỡ thiên đạo, chôn vùi tất cả xác chết của thời kỳ đó. Hơn nữa, có pháp tắc tuần hoàn ở đây, gần như không có bắt đầu và không có kết thúc, và ngọn nguồn của tất cả những điều này là từ bộ chiến y ở trước mặt người. Mặc bộ y phục này vào, người có thể điều khiển chiến hạm tử đạo này đồng thời có thể điều khiển vô số đội quân của người chết trong chiến hạm này vương bảo nhạc nghe tới đây mắt hắn đột nhiên mở to quay đầu nhìn bộ chiến y kia trong mắt hắn ánh lên tia lửa thế nhưng không đợi hắn cất lời chị đẹp đã giận dữ nói cách mặc bộ chiến y này là hiến tế máu thịt của chính mình thiêu đốt linh hồn để khi linh hồn tan biến sẽ dung nhập vào bộ chiến y này và trở thành một khi đó ngươi sẽ có thể điều khiển chiến hạm từ đạo tộc vị ương này từ nay về sau ngươi chính là chiến hạm chiến hạm chính là ngươi này mập, ngươi có muốn thử không? Hà! Vương Bảo Nhạc không ngờ lại có hậu quả như vậy, lập tức do dự. Hay mà, sau khi ngươi trở thành chiến hạm, ngươi vẫn có thể tu luyện. Nói không chừng sẽ gặp được một cô chiến hạm vào một ngày nào đó. Các ngươi có thể thu hút lẫn nhau. Chị đẹp thản nhiên cất lời, nhưng lời nói lại khiến Vương Bảo Nhạc sờn gai ốc, nhanh chóng lắc đầu. Cho dù ngươi có muốn, điều đó cũng khó mà thực hiện được. Bộ chiến y tử đạo này đã bị hư hại, kẻ dung hợp linh hồn trước đây đã bị giết. Sau khi chết, chiến y vẫn để lại vết thương ở ấn đường, muốn vết thương lành lại, chỉ có hy sinh người sống. Ta đoán, thứ đối phương muốn khi dẫn dụ các ngươi vào đây chính là máu thịt của các ngươi. Lấy máu thịt của các ngươi làm một phần chất dinh dưỡng để kẻ giật dây có thể dung nhập vào bộ chiến y trong một thời gian ngắn. Mặc dù không thể điều khiển đại quân xác chết, nhưng cũng có thể điều khiển chiến hạm chuyển động ở một mức độ nhất định, do đó hiến tế toàn bộ người sống trong đạo cung. Thậm chí, nếu như không đủ có lẽ sẽ điều khiển chiến hạm sông và liên bang và hiến tế tất cả các sinh mệnh của liên bang, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn khôi phục. Và lại tộc vị ương chú trọng đến quy định nhiệm vụ. Nếu như ta không đoán sai, nhiệm vụ ngăn cản cổ kiếm đồng xanh mà người giật dây tiếp nhận trước đó vẫn chưa đi đến hồi kết. Một khi thất bại sẽ phải gánh một hình phạt không hề nhỏ. Không tới đường cùng cũng sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ. Ngoài ra, cũng vì một số bất ngờ mà không thể chuyển vị trí ra ngoài, đó cũng là một trong những lý do tại sao người này không yêu cầu tộc vị ương giúp đỡ do đó ý nghĩ của người này tám chín phần là như vậy một khi hắn ta thực hiện được điều này ngay cả đã hoàn thành nhiệm vụ khi hắn ta trở lại có lẽ thu hoạch sẽ rất lớn đủ để người này liều một phen chị đẹp chậm rãi cất lời giọng nói trầm thấp nhưng không quá nặng nề sau khi vương bảo nhạc chớp mắt mặc dù đồng ý với phán đoán và phân tích của chị đẹp nhưng hắn hiểu rõ chị đẹp biết nếu cô đã nói vậy thì nhất định là có cách để hóa giải thế là hắn ho khụ một tiếng sau khi tân bốc vài câu lấy lệ nhanh chóng hỏi cách giải quyết đơn giản gọi sư huynh ngươi tới đây một kiếm là xong hết chị đẹp hừ một tiếng rõ ràng khá bất mãn với lời nịnh nọt của vương bảo nhạc khi vương bảo nhạc vừa nghe thấy lời này thì lập tức câm nín tự suy nghĩ ta cũng biết là đơn giản nhưng ta không biết phải gọi như thế nào thế là hắn thở dài rồi đột nhiên cất lời cha chị nói xem nếu em đe dọa kẻ giật dây nói sư huynh của em là đệ nhất thần vương giết em chẳng khác nào tự sát thì chị thấy sẽ thế nào chị đẹp đột nhiên rất hối hận về câu trêu chọc trước đó lời của vương bảo nhạc đã khiến cô đột nhiên cảm thấy rất hợp lý sau một thoáng ngây người vì vậy cô vội vàng nói với vẻ mệt mỏi đừng nghĩ đến những điều vô dụng đó nữa nói không chừng ngay khi ngươi tự giới thiệu đối phương lại càng muốn giết ngươi hơn đấy hiện tại thứ bảy ở trước mặt ngươi thật sự là một cơ duyên chiến y này ngươi không thể mặc nhưng ngươi có thể hút nó khởi động vệ chủng của ngươi hút sạch sẽ nó có thể cuộc khủng hoảng lần này sẽ được ngươi hóa giải. Lời này nghe thế nào Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không đáng tin cậy, đang định tiếp tục hỏi một vài câu thì chị đẹp không biết đã ngủ say thật hay giả, không trả lời nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài, sau khi suy nghĩ một hồi, trong mắt hắn ánh lên sự quyết đoán. Chuyện tự giới thiệu có quá nhiều sự không chắc chắn, không tới mức vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn sử dụng nó. Vậy thì hiện giờ xem ra, có lẽ hấp thu chiến y này đúng là cách tốt nhất. Nghĩ tới đây, vương bảo nhạc không do dự nữa phân thân lóe lên bước thẳng xuống hồ nước màu vàng kim đạp mặt hồ bay như tên bắn đến phía trước chiến y tộc vị ương sau khi kiểm tra và cảm nhận một cách cẩn thận xác định không có gì đáng ngại lúc này hai tay hắn mới bấm niệm pháp quyết mà bản thể của hắn ở trong tầng thế giới thứ hai lúc này cũng nhanh chóng lấy chiếc vòng chữ vật ra và đặt nó sang một bên sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết phân thân và bản thể ngay lập tức dựa vào sức mạnh thuật pháp của lôi tiên biến giống như dịch chuyển tức thời hóa nổi vị trí trong nháy mắt Phân thân xuất hiện trong lớp bảo vệ màu xanh lam tầng thứ hai còn bản thể của hắn thì đến bên cạnh chiến y tộc vị ương trong hồ nước màu vàng kim của hang động này vừa mới xuất hiện vương bảo nhạc không chút do dự khoanh chân ngồi xuống vệ chủng trong cơ thể ầm ầm bộc phát hút dọc theo lỗ hồng ở ấn đường chiến y theo sự lan tỏa của lực hút chiến y tộc vị ương lập tức rung động rất nhiều linh khí bị hút ra khỏi lỗ hồng của ấn đường bị nuốt vào cơ thể của vương bảo nhạc linh khí này rất dồi dào khiến cho vệ chủng dường như cũng trở nên hưng phấn dưới sự hấp thụ điên cuồng liên tục lan ra nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể của vương bảo nhạc thậm chí vỏ kiếm bản mệnh cũng rung động bắt đầu hấp thu nhưng bản thân bộ chiến y này lại tồn tại sự bài xích mạnh mẽ điều này khiến cho tốc độ hấp thu của vương bảo nhạc không được nhanh lắm nhưng dưới sự nước chảy thành sông một khi cho hắn đủ thời gian vẫn có thể tiếp tục hút sạch bộ chiến y này cùng lúc đó lôi phân thân vương bảo nhạc xuất hiện ở tầng thứ hai cũng lập tức nhặt chiếc vòng tay chữ vật ở bên cạnh lên không dừng lại cơ thể nhoáng một cái chạy thẳng vào bức màn ánh sáng màu xanh lam muốn lao ra khỏi tấm màn ánh sáng này và tìm người khác để kể tất cả những gì mình biết đi ra khỏi tấm màn ánh sáng bảo vệ màu xanh lam mặc dù hơi khó khăn nhưng so với khó khăn khi đi từ bên ngoài vào có pháp binh trong vòng tay chữ vật hơn nữa ngoài sức mạnh thân thể phân thân không có gì khác biệt với bản thể vương bảo nhạc về mặt tu vi vẫn có thể làm được rất nhanh theo tiếng rít của trường mâu màu đen lôi phân thân của vương bảo nhạc đã hóa thành rất nhiều tia sét gắn vào trong trường mâu xuyên qua lớp bảo vệ màu xanh lam. Mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng đến hắn, nhưng không phải là không thể chống đỡ. Lúc này, sau khi lao ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc biến ảo tỏa ra tia sét kéo trường mâu màu đen, bước chân không hề dừng lại, chạy thẳng tới phía xa, tìm kiếm dấu vết của những người khác. Bởi vì nơi này quá lớn, một mình Vương Bảo Nhạc khó có thể chu toàn. Cho dù giờ đây tu vi của hắn không ngừng nâng cao, khoảng cách giữa lôi phân thân và bản thể có thể xa hơn nhưng trung quy cũng có giới hạn. Vì vậy, phân thân của Vương Bảo Nhạc không thể rời khỏi hay vượt qua giới hạn này. Cho nên, hắn dứt khoát lấy ra toàn bộ số con rối còn lại của mình để chúng phân tán đi khắp nơi tìm kiếm. Đồng thời, hắn cũng dựa vào tốc độ liên tục tìm kiếm ở khu vực này trong khả năng cho phép của mình. Phạm vi kiểm soát sau nhiều lần cải tiến của những con rối kia đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, trong sự khuếch tán, hiệu suất và sự tiện lợi đều vượt qua Vương Bảo Nhạc đang một mình tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, Chẳng mấy chốc đã qua mấy ngày. Khi bản thể của Vương Bảo Nhạc vẫn đang chậm rãi hấp thu linh khí trong chiến y, phân thân của hắn dưới sự trợ giúp của các con rối đã phân tán. Cuối cùng đã có một con rối phát hiện ra dấu vết còn sót lại sau va chạm của trận pháp và thuật pháp ở một khu vực. Ngoài ra, có một ít máu tươi và mảnh quần áo bị tàn phá khiến lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc sau khi cảm nhận nó. Nhã Mộng